Nam mô A Di Đà Phật. Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lánh dư. Sách Thánh Đạo ghi trong tam mi tự, người mới sanh tánh thiện trời dành. Bởi lớn lên tập nhiễm lời danh, nên tật xấu che mờ thiện tâm. Thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Mắt tình đời dèm xiếng ghét ưa, rừng kính kẻ ít người hai chữ. Qua mắt bỏ bởi chân phản ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tụng ô la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Dòm trước mắt thấy điều hồ mê, nên động tình bác ấy dài răng. Reo những ai lợi dụng làm sằng, cho suy sụp chơn nhân mờ mịt. Nào có khác mây đen phủ bích, rồi dắt nhau đến chỗ dài ngay. Lấy tinh thần hiệp gian ngút mây, trong bổn đạo tự thân phải xử. Xuân dương thế dạo trong lê thư, thấy bá già gặp lúc nào nùng. Cảnh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tình ít người hiểu lý. Trong bà tánh muốn nơi cao quý, phải truy tầm quyền bi nơi cơ. Từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trọng yêu. Tạo làm chi những trung giấy yêu, ấy là người bổn phận phải trao.
Khuyên Dương Trần đừng để cần lao, cùng ráng sửa ráng trao nền đạo. Tô đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười vì buồn bực thấy đời biến chuyện, các chư Phật từ đây lửa tuyên, coi ai là đức hạnh hiện từ. Lời sách xưa cần thủy trí ngư, cần sơn lành trần gian trí điều. Trong sấm vàng nếu ai không hiểu tầm kể này, ta chỉ nêu đường quyết giải trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cùng khác xưa rồi. Khuyên Dương Gian bỏ các gì tội, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Thấy trần thế hãy còn lững lờ muôn tu mà còn hỏi chân chờ. Việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng với thối một hai nước tương. Nào ai có gạt dân nói bướng, mà Dương Trần liệu lượng chánh ta. Ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo điều. Học đạo lý như đàn trúng điệu hòa bản rồi, thì cứ làm theo. Lũ tam bành trong bụng còn đeo, đoàn lục tặc ta mau sớm giết. Mài gương trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sách không. Đức Di Đà Phật Tổ ngóng trông, chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Theo Phật giáo từ kim chí cô, gốc ông cha ta cùng tu hành. Mà ngày nay cứ mãi tranh giành,
danh giới lợi của tiền quyền tư. Thấy trần thế ai ai cũng ước đời sao không tới phước cho rồi. Nay khổ lao khó đứng khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơi ngần. Làm ác đức nhiều điều quăng quẩn như gà cò ăn bẩn cối sai. Thấy người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thân ai lao khổ. Nhớ thuở trước quái linh Phật tổ phép thần thông, trừ lũ ma dương chốn rừng tầm ngồi chiều nắng sương, tìm đạo lý hiến cho trần thế. Hiểu lão sĩ ra đời thật tế, đem lời vàng dạy dỗ dương trần. Khuyên chúng sanh khuyên sớm chuyên cần, tìm nguồn cõi diệt trừ tứ khổ. Bệnh giới tử tự kim chí cô, sanh giới già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tâm đau. Lo tu tịnh mặc ái khinh, ngạo diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Chữ sắc thịnh chớ có hầu gần, hương giới vị sát trầm nên lanh. Chớ xuất pháp treo gương hiền thánh tranh sao đường cũng đặng về thần. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần, mà Lê Thứ không lo chẳng liều. Nhàn thấy sắc thượng hai bận biểu tai nghe, những điều âm thanh mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đồ thơm tho nó ưa nó chịu chốn xa hương, hai lết lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mênh.
thân tham sướng muốn tiền của đến đằng anh xài cho phiền tâm tình. Ý thì ưa sửa sách soi hình, với chức phận cho cao cho quy. Sao đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tịnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác. Dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đày. Cả tiếng kêu những kẻ trí tài, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Tiên sử kể hậu lai sử bị bắt lỗi, người phải xét lỗi mình. Vậy mới là phải bực công bình, nẻo chánh trực chỉ người quân từ. Người biết đạo phải gìn ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai lời. Trong mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghênh ngang mang lời. Tánh ngay thẳng ta không dời đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Ta khùng điên nói đại nói càng, chẳng có sợ ai rầy ai manh. Trời còn lúc tối mưa sớm nắng, thì trần gian còn mãi khổ lao. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì gian ác. Không quen biết mà cao tuổi tác, ta cũng nên kính trọng mới là. Tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bị tánh thiền. Phải xử thế chớ nên bài biện, miệng xảo ngôn thường kiên tâm thân. Việc bán buôn phải giữ ngang cân, chớ tập tánh lẫn lường trao đâu. Các công cuộc của người tánh xấu ta giữ gìn, chớ có nhiệm vào.
Tâm bần tăng chẳng mến sắc màu, mến những kẻ biết vào đường tranh. Ta dạy thế mượn lời Phật thánh nên truyền ban cho chúng sanh tường. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí, đặng chờ ngày yết kiến Phật trời. Quá yêu dân càng tỏ nhiều lời, cho trần hạ tìm trong lánh đục. Chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành. Ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Ráng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục, người ở đời phải được lòng trong. Biển hồng trần sớm gọi cho sông, ngày lập hội mới mong trở lại. Chớ bần tiện khuyên dân, đừng nãy miễn cho ta trở lại ngay đàn. Chữ vinh qua giờ chớ có màn, bởi giả tạm của đời quân hà. Gắn công tu xem nhiều phép lại của thần tiên, trừ lũ hung đồ. Nào lúa là lạnh nhiễu tố sâu, chớ ham mến mà sao lao ly. Ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay, hào hết đã nhiều. Các ngoại bang đà nhộm máu điều, sao trần thế không toan chẳng liều. Để đến việc giáng lưng mà chịu, chớ Phật đâu cứu kịp cho người. Khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười, phải sốt sắng làm ăn cần thiết. Nghèo với đôi từ đây sẽ biết, hàng ngoại ban bố thí ta hoài. Nên ba
miệt mài, dầu rách rưới cũng mau cần kiềm. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ quân trong mình. Chữ tham trong ý muốn mắc tình, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chớ gây gỗ là sân hãi, diệt cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Chớ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bốn ma, mới đặng an nhàn. Tựu nhiễm vào thân thể bất an, sắc mến nó ngày kia đau khổ. Ta nghiệm xét từ đời bàn cô, có ai dùng mà đăng thành tiên. Mà đời nay theo nó liên miên, chữ tài của khổ riêng một kiếp. Bề tội cướp nào ai có tiếp, mà đời nay nó cứ mãi làm. Chữ khí hùng khuyên chớ có ham, mà lao ly tâm thần trần thế. Kẻ nhất giả thường sanh bá kế, để gạt người làm thế cho mình. Ngày sau này lắm nỗi tội tình, sao sanh chúng chẳng lo cải xưa. Bệnh nôn dịch thường hay ói mưỡi, mà dương trần chẳng chịu kiên dè. Qua năm về đến lúc mùa hè, trong ba tánh biết ai hữu chi. Ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, dình nghiệt lòng đặng cứu dương trần. Nên ra đời dạy dỗ ân cần,
khuyên ba tánh vạn dân liệu lây. Khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông mau núi dương tha thiết. Trần giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xả hương khắp chốn. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn. Lo ăn xài trà rượu xinh xoan, chừng khổ não phàn nàn căng số. Lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đắng hưởng nhờ. Ta khuyên tu dân cứ mày ngờ, sợ gạt chúng kiếm xu kiếm cách. Bề ngoại quốc bán hàng quá gắt, nên dân ta chịu chữ cơ hàng. Ta khùng điên của cải chẳng màng, miệng lê thứ được câu hạnh phúc. Cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Chừng lao sao ác thú non tầng, thì Nam quốc lương dân mới biết. Nay dài thế cậy cùng ngồi giết, với sát trần dù thuyết ít hàng. Ai nói chi ta cùng chẳng màng, sao biết đặng dân đừng có tiếc. Con phù vô hận hờ nào biết, bóng đèn thì quyết chung vô. Thảm thương thay chết heo chết khô, nhìn đèn đó thấy mồ phù du. Kể khuyên trần đã mát mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy. Dòng xe các biển đông thường thấy, tên giả tràn rất uổng
công trình. Khi nước rộng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan ra. Trần phú quý thì trần thông tha, chớ còn ta cứ khổ lao hoài. Viết kệ cơ giảng dạy ít bài, mặc lê thứ làm không tự ý. Coi rồi phải nhận cho hiểu lý, cầu quyền sâu của kẻ khùng này. Bởi chữ khùng của Phật, của Thầy, chớ chẳng phải của người lãng tri. Mê giới tận nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài. Thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Sách khuyên thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Ta nghĩ suy cùng bắt hổ thầm, nên than thở cùng trần ít tiên. Tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bào. Từ nhỏ tôi đến người trước lão mắt trong dòng sanh tử luân hồi. Xuống diêm đình thấy tội hỡi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xa tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bóng kiện giống chi hưởng nay. Địa ngục cũng tại tâm làm quay, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tài nó. Tu giới tịnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Cảnh
dương gian muôn thảm ngàn sầu, ngó giặc vật đài lầu chẳng có. Sông dời núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó đằng nào. Ai biết đường hải sớm tàu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhoi. Chiều cay đắng tu hành mấy giỏi, ta thương đời len lỏi xuống trần. Đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo chi Thích Ca ngày trước. Câu phụ quy ngày không màng ước, chữ Bồ Đề như cõi ba tòng. Ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng, thì là được đến trần diệu hoa. Lời thuyết pháp chẳng gì nhân ngã, người nào đâu có Phật tánh là. Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuần. Hạt mùa tiết giống kia bất luận thải mọc mầm, trổ lá mới màu. Trong chúng sanh nghỉ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Đạo giới ly từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỳ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ, thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta kể ngọn ngành, khuyên lê thứ làm lành mà tránh. Cánh Niết Bàn là nơi cứu cánh, về chốn ni xa lắm hồng trần. Dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Chừng lập hồi biết ai còn mất, giờ chưa phân chưa biết chánh tà. Ta vì dân sắc lĩnh ngọc tòa, đàn linh khứu sơn trung chịu màng.
Nền đạo đức ta bài quá cạn mà dương gian còn gán danh từ, làm cho ta lỡ khóc lỡ cười, khóc là khóc thương người ngu muội. Thấy điên khùng làm như sách ngồi chẳng tranh đường, nó lại kinh khi ngó về tay niệm chữ từ bi, cười trần thế mê si thay qua. Tranh giới luận đặng dành cơm cá, khuyến dụ người đặng kiếm bạc tiền. Thấy chúng sanh ghét ngõ ganh hiền, theo chế nhạo những người tu tình. Tu không tu cũng không mời thỉnh mặt tình ai, trọng kinh hai chê. Thương lê dân còn mạng say mê, chẳng tu tình cho rành xương năng. Thầy ta lại nói cay nói hư đắng, đắng với cay ta cũng chẳng màng. Chừng trần gian kiến thấy phụng hoàng, sẽ canh múa chào mừng Phật thanh. Thấy đạo lý chớ nào thấy hư tâm, còn ẩn nơi tìm ốc sắc phàm. Ai biết trí việc phải cứ làm, sao mới biết ai phàm ai thanh. Đức lục tổ ít ai dám sanh, người dốt mà nói pháp quá rành. Lửa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo. Việc cổ tích cần chi phải hư thảo, chuyện qua rồi kể lại làm gì. Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Ta yêu chúng viết ra giảng, kẻ khuyên tăng đồ cùng các tín đồ. Nghe các lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đất đạo. Trần giới thế nó hay kiêu ngạo, các nhà sư hãy ráng
sửa mình. Nếu xuất gia ngủ dai ráng gìn tu chân chánh mới không hổ tiên. Cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Bệ tăng chúng quá ham chùa ngói nên thời khuyên khắp chốn cùng làng. Phật nào ham tượng cốt phết vàng mà tăng tạo hao tiền ba tanh. Việc giả dối từ đây nên lánh bốn đạo ôi, hãy ráng sửa mình. Cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Lời chân chánh trần hay bỏ liếp, mãi lo làm hùng hiếp người hiền. Mà làm cho Ngọc Đế thảm phiền, muốn trừng trị trần gian thảm thiết. Đức Phật tổ tâm ngài nhất quyết tâu Ngọc Hoàng để Phật giải trần. Nên ra kinh cơ giảng nhiều lần mà dương thế chẳng cần xét đến. Xác trần tục như cây cành khến làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn. Đẻo giới bào riết nó cũng tròn, đến chừng đó trong vào rất tốt. Lô giả dối thường hay thề thốt, nó chẳng kiên thần thánh là gì. Tâm kẻ hung làm chuyện cố lì, chẳng có sợ mang điều tội phước. Ghét những kẻ tu hành bốc xước, miệng kêu gào chuyện phước bề ngoài. Bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay câu xe. Thấy quyền quý nó hay vừa mé, đặng bỡ bưng những kẻ hung sùng. Ta thương đời nói những chuyện cùng,
chẳng có gì có dùng kẻ quay. Cuộc sám hối vô chùa thường thấy làm gian lừa biết mấy nhiêu lần. Thấy dương gian lường gạt thánh thần mà chua xót cho đời quân hà. Chớ tự hối nào ai có lại là ăn năn cải sửa tâm lành. Phật chẳng qua dùng chữ tinh thành, chớ nào dùng hương đăng trà hoa. Làm chai đám tạo nhiều xá mà bài về tay nói những chuyện gì. Thấy chúng tăng làm chuyện quay kỳ, ta khuyên mãi cũng không chịu bỏ. Lời chân chánh hình như nói xó mà không không nào có biến đời. Thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời, chớ nào có ngạo chi tăng chung. Coi tâm kể làm theo mấy trung để lạc lầm, lầm bớ tăng đồ. Định tâm thần như mặt nước hồ, suy với nghĩ, nghĩ suy đường lối. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối ghi vào lòng, sao giữ Di Đà. Thiện lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Việc đạo đức bất cần thối thắng, chữ tu hiền ngay thẳng lần hồi. Thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thường lệ thứ tới hồi khổ đau. Thầy lạc tớn không ai chỉ bảo, như dịch con dìu dắt nhờ gà. Phải nghĩ suy cạn lẽ mới là, nay gặp gốc phải mau tìm gốc. Để gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết rối mà về. Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi ác đức nên không ai cứu. Mang thuyền
hồi năm đinh sửu đến năm nay tái lại một lần. Khổ ách này đặng thức tỉnh trần, rằng thiên định tuôn đời sắp hạ. Trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mà bị văn minh cám dỗ loài người. Kể từ rài cười một khóc mười, kẹo chung nó dễ người Phật thanh. Đạo quỷ dương rất nhiều chi ngắm khuyên dương trần, sớm tranh mới màu để ngày sau đến diệt thảm sầu. Ráng nghe kỹ lời ta mách trước, thuyền chúng nó thân bườm chảy nước lọt ngoài khơi mới hết hò khoan. Tu mà ham cho được giàu sang, với quyền tước là tu dối thế. Nhớ thuở trước vua Lương gió đế tạo chùa chiền khắp nước tu hành. Đến chừng sau ngã tử đài thành, Phật bắt cứu vì tâm còn ác. Tôi biết cách như đương, biết đát đương đát rành đặng vừa xe loan. Ai biết nghe thì sớm liệu toan, để đến việc như người thất nghiệp. Phải quy căn cùng nhau hội hiệp ráng mau chân mới kịp đau màu. Sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương vừa kê. Chúng sanh thế như gà thất thế phải nằm chờ tới nước bắt ra. Thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ dương xuống thế. Nam ta mời ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết.
làm đủ cách xuống lên tha thiết ở ngoài đường. Nó biết tên mình, tình cùng không thì cùng mắt tình, chớ ta lắm công trình giải vô. Hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền, bị nó ghẹo hoài mà cũng không rung động đặng ngày, nên cô quán phá đời mãi mãi. Trong bốn đạo cùng là sư giải rắn bền lòng cho được hiện từ. Hết khổ lao thì đến vui cười, chừng đó mới phỉ tình nguyện ước. Bọn gái mới ra đường tha thước bỏ hết trơn nề nếp ông cha, khác tánh tình người cổ nước ta, nên phải chịu đớn đau đủ cách. Trai với gái ráng coi sử sách đấng trung thần, với kẻ tiết trinh dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lốt bề ngoài chẳng tốt. Dài chẳng đặng lòng như lửa đốt khắp dương gian, chưa đặng ba phần. Kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Đức Thượng Đế ngữ đàn ngọc khuyết, nhìn dương gian cũng luôn thở dài. Thấy chúng sanh trao trìa mặt mày, chớ chẳng chịu trao tâm trìa tâm. Kẻ đói khó người sáng hay lánh bước lại gần, chế lũ tánh hôi. Cõi ta bà ta thấy hỡi ôi, sầu ba tánh quá nên kêu cách. Người tàn tật đuôi cùi đói rách, ít có ai để mắt nhìn vào. Chuộng những người dù dòng sắc màu, cậu với mợ ông thầy cô bác. Thì kẻ khó như rơm như rác, ta quá rầu đại
các văn minh. Mấy ai mà giữ giả sách đinh theo tông tổ của mình thuở trước. Đầu với tóc áo quần lắng mướt, chữ lành khôn của quỷ của ma. Chớ nó không có giống người ta, mà với quỷ sanh người hung ác. Lo tập luyện những câu đàn hát, chớ chẳng lo dạy dỗ ngu khờ. Để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Ráng bắt chước làm theo Phật Thánh, nếu thiệt người thì biết thương người. Thấy kẻ khờ quê dốt ngạo cười, nào có lấy lời chi chỉ bao. Ta thương xót lo tần lo tao, chẳng thấy ai rời thảo dâu hiền. Làm cho người thương cổ thêm phiền, rất đau xót cho nội cho giống. Biết chừng nào được quy nhất thống, khắp hoàn cầu dần biết thương nhau. Nhắc ra thì dạ ngọc đớn đau, không nhắc đến biết đâu dân xưa. Cơm được chính ta nhờ có, lửa dân được vui nhờ lúc khai hoàng. Phật Như Lai cho phép khủng tròn, cho bổn đạo khắp nơi đặng biết. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhận quà ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Việc hung ác hễ vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự oán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán tiêu tan mất hết. Chớ bạn tác dầu cho đến chết, cũng kéo sơn gắn chặt mới là. Bước ra đường ăn nói
nói thiệt thà, giàu khôn khéo cũng là giả dài. Nếu tranh đương ắt ta bị hại thêm xa cơ, lại bị xích xiềng. Vì đời nay chúng nó dùng tiền, ít ai dùng chữ nhân chữ nghĩa. Theo học đạo mặc ai mai mẹ ta cũng đừng gây gỗ với người. Được mấy điều thì đáng vàng mười, thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc tay mày thuận với hòa hay ghét với rầy, cùng cái lưỡi làm thầy các việc. Phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt lấy tâm thần, làm chỗ mới màu. Cũng chẳng nên theo tánh võ hầu, thấy chẳng nói mà nhăn mà dương. Hay liệu sức chớ nên nói bướng, dầu việc chi liệu lượng mà làm. Điên khùng này chẳng có nói xàm, nói những chuyện từ bi bắt ai. Nếu bổn đạo còn ai làm sáng, coi kẻ này mình sửa lấy mình. Ta không tranh mà cũng không kình, cho ba tánh dèm pha thỏa chi. Ai làm phước in ra mà thi, thì được nhiều hạnh phúc sau này. Chốn non xanh dãy dỗ cao cày, xuống trần thế ra tay dắt chung. Tới với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng từ lòng hối ngộ. Kẻ xa xôi có lòng ấy mộ, xem kẻ này tu tình tại nhà. Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng nài thời khách.
Chai bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng, chỉ dắt chúng sanh. Con Phật thì chẳng có khôn lanh, đời vẫn vật khôn ma khôn quỳ. Lo trang sức kim thời quê mỹ, rồi phụ phàng tục cổ nước nhà. Trong tâm thì chứa chữ gian tà, chớ chẳng chứa tấm lòng bất ai. Học chữ nghĩa cho thông cho thái, đặng suy sang đại các xe tàu. Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, trong tâm ý mưu mô đủ thế. Ta còn mắt phiếu lưu dương thế, dạo lục châu đặng cứu ba gia. Mắt tình ai xem kẻ ngâm nga, hai sửa đổi tùy lòng hữu hì. Thương sanh chúng tỏ bài quá kỳ, hỡi dương trần nên sớm hoài đầu. Đằng sau xem Phật pháp nhiệm màu, với báo quý đại lầu tươi tốt. Xác ta vốn là người quê dốt, nên mở mang chưa được mấy rành. Khắp dương gian như sợi chỉ mạnh, mong bổn đạo tâm thành trở lại. Dầu cực khổ thân này chẳng nại, chẳng cần ai bái lại khẩn cầu. Bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thương cô. Gốc thọ trước của tâm của tổ đâu có bài dối mỹ như vậy. Những sấm truyền xưa của Phật Thầy, dần rang kim mà truy thì biết. Xưa để lại nhiều câu thảm thiết, mà nào ai có biết để lòng. Chuyện thiên cơ nói rất não nồng, câu hữu lý bá tòng khó xâm. Chốn
tựu hồi chớ nên léo hánh. Vì lời xưa có dặn rạch rồi, dân chớ nên phụ bạc giống nồi, mà lao ly tâm thân vô ích. Phải nhẫn nhục chờ người có tích Phật với trời phân định cho ta. Người xưa tuy ít chữ nôm na, chớ chân chất người ta ngay thẳng. Dạy bốn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao vì sắp rốt đời. Đấng Nam Nhi ẩn nhận tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chi. Ta ra sức viết câu quyền bi, chúng dân ôi ráng kim răng tầm. Giống thú kia là loài xanh cầm, mà còn biết kiếp tầm đạo đức. Thú vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng rứt hồng trần. Việc tu hành phải vẹn nghĩa ân, kinh giới sắm chúng dân thường thấy. Chớ bát chánh rõ ràng trong giấy, là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra, cho dân biết một đầu chánh kiến. Trí linh mẫn nhìn xem cách chuyện phải, đừng cho lầm lạc nẻo tà. Dầu giết người hay giết của ta, nên phán đoán cho tường cho tầng. Tội với phương xét coi, nhiều bận mới khỏi lầm. Tà kiến đem vào chánh tư duy mục ấy thành cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hai tớ cùng tưởng điều trùng chánh mới màu. Việc vui sai mèo mã đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ cầu lục từ.
Câu chánh nghiệp cũng là quá bự, dầu nghề chi làm việc ngay đường. Ta đừng nên theo kẻ bất lương, học ngón xào để lừa đồng loài. Chánh tinh tấn dầu thành hai bãi, cứ một đường tình ngưỡng của mình. Dầu cho ai pha rối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới. Một chánh mạng chúng sanh ơi, hơi cho hồn linh cái quảng châu thân. Lấy chân nhân dẹp tâm phàm trần, mới có thể mong về cực lạc. Câu chánh ngữ lòng xót ghi, tạc tiếng luận bàn ngày ngăn tỏ tường. Nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc tráo chết ấy là nguồn cội lời xáo ngôn do đó mà ra. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, câu chánh niệm thiết tha nhiều nơi. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dân chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy con. Một chánh định thiệt là rất khó, giữ tâm lòng bất động như như. Cho hồn linh yên lặng an cư, thì mới được quần nguyên phản bồn. Tà với chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lọc lừa. Tứ diệu đề ai có mến ưa, thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chớ tập đề nay đà mở cửa, để đem vào khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước đầu tiên,
sao mới được làm nên Phật thánh. Về thượng giai cõi tiên mới bành đến việc đề trừ vật dục xưa. Cõi hồng trần các việc mến ưa, sự giả tạm ta nên rứt bỏ. Muốn tâm tánh ngày kia sáng to thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn. Lòng dục tu thì phải thiết hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hẹp lượng chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Thấy một đàn thẳng bằng mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Mười đạo diệu chúng dân ráng kiếm trễ thời kỳ, khó gặp đặng ta. Rồi hành luôn bát nhẫn mới là, thì muôn việc đều an ba tuê. Chớ thứ nhất nhẫn năng sở thế là người hiền, khó kim trên đời. Lập thân danh tùng trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chớ nhận giai trì tâm trong treo, khuyên dương trần giữ Phật làm đầu. Nhận hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới đều hòa ý hì. Nhận phụ mẫu gọi trang hiền sĩ phần xứng tùy, chồng vợ nhìn nhau. Nhìn xóm chòm cô bác mới cao, nhận tâm nọ ngày ngày an lạc. Nhìn tất cả những người tối tác, nhận tánh lành yên tình dài lâu. Giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cùng bảo toàn thân thề. Chớ nhận đức kể ra luôn thể, thì trong đời vạn sự bình an. Chữ nhận thành
bao quy hiện gian, khắp ba tánh được cầu hòa nhà. Câu đào đức bay mùi thơm lạ muôn, nếm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dần ráng tránh kẻo lầm mà khô. Chúng nó xuống khuyến răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cảm bày khó mong sống sót. Ta chẳng phải dùng lời chút ngót, mà làm cho dân chúng say mê. Nẻo chánh tà biện luận nhiều bề, cho ba tánh tìm nơi cội gốc. Lừa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thờ khéo sơn gian. Thì sau này đến lúc phong ba, giông gió lớn cột kèo khỏi gai. Thấy xanh chúng nhiều người khờ dại, chẳng biết gìn phòng qua lễ nghi. Nên ta đem đạo đức duy trì, gìn tục cổ để người chẳng rõ. Còn chấm chạp đảo màu chưa to, như rừng quang mới dọn một đường. Tớ với thầy nào quán thân lương, muốn cứu thế xá chi vùng trình. Thương quá sức nên ta bình rịnh quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tân, thì ta chẳng an vui cực lạc. Dạy bốn đạo lấy lời đích xác, mà chẳng tu là bởi không ư. Chớ nước sâu mà bị gào thương, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết. Nên phải tạm mượn cây ngồi viết, đem đạo màu như hàng cho mưa. Đặng
tố trần tâm ý người xưa. Chữ thầm thầm trong kinh Phật giáo: Nam chân lý chúng chê rằng láo, mà nào ta có lời dùng ai. Trong ba gia nhiều ít lòng chay, để giữ trọn trong nền Phật Pháp. Dành giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng ta. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lúc cũng là trì chi. Chờ thiên địa châu nhi phục thể như đời xưa, có gã tử phòng. Xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tối thiểu mà an ba tanh. Đời vật chất văn minh tranh cạnh, chữ lợi quyền vật giết lẫn nhau. Đồng lòng hiền chư Phật đơn đau, cho kinh sấm dạy rằng trần thế. Nhìn thấy chuyện gạo châu của quê nghèo bạc vàng, đạo đức cùng nghèo. Ta xuống trần nhằm lúc nàng eo, nên phải bị kẻ hung khinh bì. Vì bác ái nên thân cuồng sĩ phải chịu điều khổ hành sâu xa. Mong cho đời gặp lúc khải ca, trong bốn biển thái bình mới toài. Phật tiên thanh lòng nhân hà, hải những ước ao thế giới hòa bình. Nên khuyên đời truyền bá sự kinh, cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Giàu đói bạc khinh khi kẻ rách, là những câu trong sách minh tâm. Tánh kẻ sang đổi vợ nào lầm, thánh nhân để nhiều câu hữu ly. Có mấy kẻ ăn năn xét kỹ mãi ý tài, chê bướng chê càng.
thì ngày sau đừng có trách than những tội lỗi của mình tạo lấy. Bề háo thắng giết người không thấy rồi mang lo dèm xem nhiều lời. Vì vậy nên tình nghĩa sẽ lời đâu gần gũi mà tưởng diệu ly. Trong lục tình ai là người trí mau thức thời tìm đạo nhiệm sâu. Khuyên dân đừng chia áo rẻ bầu, phải hợp tác gieo trồng giống quy. Coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng đổ xong Phật khó dắt nhiều. Thả thuyền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sáng ra kê lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. Mười hai tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chóng đổi thay. Chữ phù dân phú quý nay mai luôn với chuyện dời qua đổi lại. Coi ta bà mấy tồn tại sống dư trăm như tuổi lão bành. Đời hạ quân hai chết tuổi xanh, như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Miệng cho được ngày hái cơm ta, buổi bận hàng đằng có tu thân. Nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tại thế. Sợ những kẻ hung hăng tội tệ thường, những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kệ này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc báo quy ẩn
trong Nam Định muốn tìm kim đáy biển gắn công. Thấy dân tình luôn những ước mong gặp giông tốt hải mau cài cây. Ai có nói ta là người quấy, ta cùng cam bụng chịu tiếng lời. Tỏ ít câu cầu chúc cho đời, mong ba tánh vạn dân giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.